xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia. Xin chào toàn thể quý khách trên mọi miền tổ quốc. Tôi xin giới thiệu bộ án gian gỗ gụ chân 10. Hàng đục tay, đục theo mẫu triện chữ Phúc, trên là hiếm sen, chân 10. Ở kích thước là chiều dài là 1m97, sâu 87, cao là 1m27, toàn bộ làm bằng gỗ gụ, đặc biệt là chân liền, chân hàng em là chân liền, không chấp ghép, rất là đẹp. Đấy, nhìn chi tiết đục hết, rất là đẹp. Đây em quay điện thoại nó chất lượng hơi kém này, các bạn nhìn làm sạch, rất là sạch, chi tiết đục em làm rất là sạch, không còn một tí sơ nào. Đấy, toàn bộ chi tiết đục đấy, rất là sạch sẽ. Kể cả chi tiết nhỏ nhất, những chi tiết nhỏ nhé. Này bên em cũng làm sạch, không có sơ. So với những một số cơ sở và giá có thể thấp hơn, giá thành thấp hơn, nhưng mà chất lượng hàng chắc chắn là không bao giờ bằng được hàng nhà em sản xuất. Đấy, em quay rất là chi tiết, kể cả cái bao đơn này. Đấy, cái bao đơn này không có một tí sơ nào, gỗ tự nhiên nên là em làm rất là luột. Đi vòng vòng các bạn thấy đây là ván mặt, ván mặt đấy, vân gỗ rất là đẹp. Em bao đơn này bên này nhìn rất là sạch bóng, sơn thì đẳng cấp. Nhiều nhà sơn là sẽ có sần sùi nhé, các chi tiết này là dễ bị sần sùi, rất là xấu. Công nghệ sơn bên em là dùng sơn tốt nhất và kỹ thuật sơn là gia truyền, không truyền ra ngoài, có những khâu không được tiết lộ ra bên ngoài. Các bạn thấy tất cả các chi tiết này làm rất là sạch sẽ, sờ mát tay luôn, không hề gợn. Này, trừ những chi tiết nhỏ này, bên em làm cũng sạch, bóng mịn. Đi đằng sau mọi người thấy hơn, rõ hơn về sản phẩm. Các bạn quý khách quan tâm đến sản phẩm vui lòng liên hệ với xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia, địa chỉ là làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, số như số điện thoại hiện trên màn hình. Bên em tư vấn chi tiết sản phẩm. Ngoài đồ thờ ra, bên em còn có cái bàn ghế phòng khách nữa. Như đây là bộ Âu Á hộp gỗ hương đá mẫu Trương Voi, hàng đục tứ quý, lọ tứ quý, tùng cúc trúc mai. Đây là đằng sau cũng rất nhiều hàng nữa. Đây là cơ sở 2 của bên em. Quay lại với chiếc án gian, mời các bạn chiêm ngưỡng lại chiếc án gian gỗ gụm chân 10, hàng
rất là đẹp.